Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin được phép giới thiệu đánh giá chung về chiếc xe Toyota Camry 2020. Thực ra thì trên mạng đã có rất nhiều những cái clip đánh giá về chiếc xe này rồi, nhưng thực ra đó chỉ là những đánh giá mà mang góc nhìn của những bạn sale hoặc là những người bán hàng, và đặc biệt là của những người làm review, nhưng mà mới chỉ là dạo lướt qua chiếc xe 1-2 vòng hoặc là 1-2 tiếng đồng hồ thì chưa thể cảm nhận đủ được. Tôi muốn đánh giá ở đây trên phương diện khách quan hơn của một người dùng thực sự, thì nó sẽ có một cái gì đó nhìn sâu sát hơn và cảm nhận đầy đủ hơn cho những ai đang quan tâm, đang định mua đến chiếc xe này. Thì tôi đánh giá theo tiêu chí là như sau. Tức là về mặt ngoại thất này, nội thất này và vận hành. Với mỗi một ưu điểm thì tôi sẽ xin phép cho một điểm cộng, và với mỗi một nhược điểm thì tôi sẽ xin phép cho một điểm trừ, và chúng ta sẽ cộng lại. Nếu mà con số đó mà lớn không thì đó là thực sự là một chiếc xe đáng có thể để mua. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu luôn vào cái đánh giá của tôi cho nó tiết kiệm thời gian của các bạn. Thì về thiết kế của chiếc xe Toyota Camry thì thật sự là nó quá đẹp và nó quá khác biệt so với những cái chiếc xe dòng xe Toyota Camry trước. Và riêng về phần thiết kế này thì tôi xin phép được cho 3 điểm cộng, bởi vì nó thay đổi quá nhiều, rất rất là đẹp. Từ phần đầu xe này, cụm đèn này, mặt ca lăng này, và cho đến cả phần đuôi xe, một khác biệt hoàn toàn, và không còn là mang chất Camry mà người ta hay nói là già úa nữa. Tiếp theo, những cái đây là một cái thay đổi vô cùng là khác biệt và đáng giá, đó chính là cái cụm gương chiếu hậu của Toyota Camry. Tại sao tôi nói là đáng giá? Bởi vì nó đã được chuyển từ góc chữ A xuống đến bên thành xe, tạo ra sự trẻ trung và đẹp hơn. Quan trọng hơn cả đó là tính an toàn. Chúng ta sẽ không còn cái điểm mù ở góc chữ A nữa. Và cái gương chuyển đây chúng làm cho chúng ta rất là dễ quan sát mỗi khi mà muốn rẽ trái hay rẽ phải, và cực kỳ an toàn. Và một điểm tiếp theo nữa cũng là một điểm ghi nhận, nhưng mà nếu mà nó sẽ hoàn thiện hơn thì nó sẽ là một cái điều gì đấy rất là tốt hơn. Ví dụ cái keyless go của chiếc xe Toyota Camry này thì là có lắp, và chúng ta chỉ cần là chạm nhẹ vào cái là đã đóng rồi và không cần phải dùng đến chìa khóa. Nhưng rất tiếc là Toyota Camry lại chỉ làm cho mỗi một cánh cửa lái cái chiếc keyless go này, thực sự là rất phí. Nếu mà có thể làm ở thêm bên cánh cửa phụ thì tôi nghĩ cũng sẽ là một cái gì đó tiện lợi hơn và tiện hơn cho người xe và cho người lái xe, và cũng không bị mất gì cả. Tiếp theo đến là bộ vành. Bộ vành của chiếc Toyota Camry này là vành đa chấu, rất là đẹp, và đẹp hơn hẳn so với những gì mà của những chiếc xe Toyota đời trước. Thực sự phải nói là rất đẹp và dùng lốp Bridgestone. Riêng cái bộ vành này là tôi cho một điểm cộng. Thực sự là một thay đổi rất là khác biệt, rất là đẹp. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng ra đi ra về phía phần đuôi xe. Thực sự là cái phần đuôi xe này của Toyota Camry phải nói là thiết kế rất đẹp, đặc biệt là cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu của Toyota Camry đời 2020 vô cùng đẹp. Và đặc biệt nếu mà vận hành vào buổi tối thì cụm đèn hậu này, cái giải đèn LED này rất là đẹp. Tí nữa tôi sẽ có một cái đoạn quay cụm đèn LED này vào buổi tối, vô cùng là đẹp. Đó, đây là những cái thiết kế tổng thể mà tôi cho rằng là thay đổi, đột phá và rất đẹp. Đó là những ưu điểm về phía bên ngoại thất của xe. Tiện ở đây thì tôi cũng nói luôn một cái nhược điểm là như này. Đấy. Xin mời bạn đi lưu vào đây. Đây là phần cốp xe của Toyota Camry thì làm rất là rộng. Nếu mà chúng ta để sắp xếp khéo thì có thể để được 3 bộ gôn. Nhưng mà có một nhược điểm ở phần phía cốp sau, đó là phía cốp sau làm rất là sơ sài. Đặc biệt là cái phần này sơ sài vô cùng và không hề có một chút cách âm nào với cả khoang bên trong xe, nên là khi vận hành ấy, tạo ra cái tiếng ồn rất là nhiều và
làm rất là sơ sài ở cái phần này, cũng vô cùng là sơ sài. Kế đến đó là phần cốp sơ sài kia, tôi xin phép là cho một điểm trừ. Và kế đến cái phần thân vỏ của Toyota Camry đời mới thì thực sự là theo cảm nhận cá nhân của tôi, đó là làm không hề dày và làm rất mỏng. Vì khi gõ vào cọc 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 thì tạo ra tiếng ồn rất nhiều. Và đây là tôi xin phép cho một điểm trừ cho cái thân vỏ này của Toyota, làm vô cùng là mỏng. Có thể là hãng đã cắt giảm cái việc này đi để cho vào cái phần option của xe và các cái chi phí khác.